cô đang làm gì vậy? Anh bắp. Ủa tôi làm ồn quá anh thức hay anh bắp? Không có, đang ngủ lầu mà nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Nhớ là nhà mình có thêm người mới cho nên định xuống hỏi thăm cô đang làm gì á mà. Cô nói gì thơm vậy ta? Dạ, tôi đang nấu miếng cháo trắng để ăn sáng nè anh bắp. Dạ, để tôi múc cho anh một tô luôn nha. Ủa tôi nhớ là nhà tôi đâu có gạo, đường, muối đâu, sao gạo đâu có nấu cháo? Nói thiệt với anh đó là tại tôi sợ đi tới nhà mới ở rồi lạ nước lạ cái không biết đường đi chợ. Nên là tôi có đem theo sẵn bịch gạo với lại ít đồ ăn. Rồi thôi có hai mẹ con ăn đi nghe. Dạ không, tôi nấu nhiều lắm. Để tôi múc cho anh tô rồi ăn luôn nha. Anh lại ngồi đi, tôi múc lại tô cho anh. Ăn đi anh. Dạ. Chà, sáng sớm mà có tô cháo ăn thấy ngon hả cô ha. Dạ. Mà lại ăn cháo với lại chao nữa chứ. Ủa, hình như cô là người miền Tây hả? Quê cô ở đâu vậy? Ồ sao anh biết hay vậy? Đúng rồi, quê tôi ở Gò Công. Còn quê anh ở đâu? Ở Gò Công tôi cũng vậy, cũng người miền Tây. Quê tôi ở Cà Mau lận. Vậy hả? Mà thằng con của nó nhiêu tuổi vậy cô? Dạ nó năm nay nó 18 tuổi lên mất. 18 hả? Dạ. Sao nhìn mặt cô còn trẻ mà sao có... Dạ, tại vì anh biết sao không? Hồi xưa ở dưới quê đó, lấy chồng sớm lắm. Nên là mới có 19 tuổi là tôi đẻ nó rồi đó. Mà bây giờ nó bự con cao lớn nữa. Nên là ra đường nhiều người tưởng là tôi với nó là hai chị em không. Dạ. Sáng sớm mà có miếng cháo trắng nóng ăn ấm bụng thiệt đó cô nha. Dạ. Nhưng mà cô nhớ nha, ở bên Mỹ á, cháo ăn cháo cũng được nhưng mà đừng ăn mặn quá. Dạ. À, tốt với sức khỏe. Rồi rủi mà có lăn đùng bệnh rồi không ai lo nha. Trời ơi, nói thiệt với anh đó, tôi là người Việt Nam chính gốc á, sơn hào hải vị gì á tôi không có thích ăn, mà cái gì mà mắm muối á là tôi thích dữ lắm. Không được đâu cô. Bên Mỹ mấy cái đó phải cử, mấy cái mà ăn mặn ăn mỡ á là phải cử khắp cơ thể, không có bên được là dễ bệnh lắm đó cô nha. Ủa, anh bớp nói cái gì bơi, cái gì bơi à? Ý tôi nói là cô ăn mấy cái món mà mỡ màng ăn mặn á, cơ thể bên không có thải ra được, nó dễ sinh bệnh hoạn lắm chứ bên gì. Dạ, trời ơi, tôi quê mùa lắm anh ơi, tiếng Anh tiếng U gì không có biết, bởi vì bị thằng con nó la hoài. Mà tôi kể anh nghe, hồi lúc mà tôi mới vào Mỹ nè, cậu của ông Bình ra đón về nhà đó, nó mở gara cho xe vô, tôi thấy sao mà đồ ăn quá trời luôn, tôi nói ủa bộ ở nhà bán tiệm tạp quá hả? Tôi nói cười quá trời luôn. Tại vì tôi thấy sao mà đồ đạt quá trời, như là cái tiệm tạp quá của tôi bên Việt Nam vậy đó. Ủa, ở bên Việt Nam cô mở tiệm tạp quá hả? Dạ đúng rồi, ở nhà tôi có cái tiệm tạp quá nhỏ nhỏ. Cũng nhờ cái tiệm đó mà tôi nuôi mình ăn học tới nơi tới chốn đó chứ. Nhưng mà vậy thì sáng nay cô có định đi đâu không? Cái gì là... Dạ có, chị Phượng nói là chị Phượng qua chở tôi đi đâu chơi á. Còn thằng Bình á thì nó nói là nó đi, nó hỏi người ta coi cách xin đi làm giấy tờ, rồi xin việc làm hay là đi xe buýt gì đó. Thằng kỳ, tôi thì nó không hỏi. Nhưng mà cũng được, kệ để cho nó đi, mình nó đi vòng vòng cho nó biết đó biết đây. Dạ. Rồi bên Mỹ á, là quan trọng nhất là mình cần phải có cái xe. Không có cái xe là giống như không có chân vậy đó. Rồi từ cái xe đó thì mình mới đi làm giấy tờ, rồi xin việc làm, rồi mình đi đây đi đó. Đó là vậy nha. Thôi chắc bây giờ tôi có chuyện tôi phải đi. Cô nhắn Bình á, khi nào mà tôi chiều tôi về á, nói nó cần cái gì thì nó gặp tôi. Đó nó hỏi tôi thì nói Bóp, nói Bình là cần gì gặp Bóp. Cô cần Bóp cứ Bóp. Không phải, cô cần hỏi Bóp cái gì có tôi. Dạ, để tôi nói lại nó. Mà đúng rồi, cái thằng này có chú Bóp ở đây, nó không hỏi nó đi đâu, hỏi không biết. Má, sao má về sớm thì má ngủ không được hả? Tại nhà lạ nên má ngủ chưa có quen. Thôi con lại đằng kia ngồi đi, má múc miếng cháo cho ăn. Dạ. Dạ, cảm ơn má. Tại sáng này á, chú Bóp có số loại cháo với má. Chú Bóp nói á, sao con không hỏi chú mà con đi hỏi đâu cho xa xôi. Má thấy á, chú cũng muốn giúp đỡ hai má con mình lắm. Hay là con hỏi chú đi. Má ơi, con biết rồi. Má không biết đó, mình mới dọn vô ở với anh ta có mấy bữa, đâu có quen biết gì thân lắm đâu má. Mà mình nhờ giả anh ta kỳ cục lắm. Thôi má ơi. Mà giờ con định đi ra cái chỗ người Việt đó hả? Cái khu chợ người Việt đó không? Dạ, thì Quang nói má rồi đó. Hôm nay con phải đi ra ngoài, con đi xin việc làm. Rồi học cách đi xe bus, rồi làm số giấy tờ nữa. Cho má đi với được không? Hôm qua con đã nói má làm sao rồi, má không có đi, má ở nhà đi.
để con đi được rồi. À, mà má còn có đi với cô Phượng nữa mà. Má biết rồi, má nhà má đi với cô Phượng. Mà má ở nhà nhớ cẩn thận nha. Cửa này khóa cẩn thận. Ai mà gõ cửa bấm chuông thì má không có được mở cửa đó. Làm như là má là con nít vậy cái thằng. Biết đâu được. Đuổi ai bắt má đi luôn rồi biết đâu mà lận. Bắt má chỉ tổ tốn cơm thôi con. Thôi con ăn xong rồi, con đi nha má. Thôi để nó đi, má rửa cho. Dạ, cảm ơn má. Có cần em thêm nước uống không? Má cho chai nước nè. Dạ thôi được rồi má, được rồi, con đi nha. Có tiền không? Má cho thêm. Ủa, con có tiền mà, con còn tiền mà. Con đi nha má. Con đi nha. Dạ. Ủa, cô là ai mà ở trong nhà này? Ủa đúng rồi. Ủa, vậy không lẽ ba mình mới có mấy tuần mà cưới vợ mới hả trời? À, con là con của chú Bóp hả? Không có, cô với lại con trai cô mới mướn phòng nhà chú Bóp nè. Ủa, trời ơi, đẹp gái quá, chắc là giống mẹ phải không? Con tên gì vậy? Dạ, con tên Thúy, nice to meet you cô. Hả? Miss you con. Nghe chú Bóp nói rồi nhưng mà chú Bóp đi làm chưa có về. Đẹp gái vậy chắc là có nhiều anh chàng theo lắm phải không? Mà giờ con đi học hay đi làm? Con mấy tuổi rồi? Con không trả lời cô được không? Mà thôi con xin phép vô phòng trước nha, con hơi mệt chút xíu. Thôi dạ, con mệt con về phòng nghỉ đi. Con thích ở Mỹ thiệt, khó gần lắm mà. Cô đem khô ở Việt Nam qua, cô chiên ngon lắm. Chúc Hoàng ăn cơm với cô nha. Oh my god. Con nghe cái mùi là con muốn xỉu rồi. Ăn gì nổi nữa. Ủa? Con nghĩ cô đem ra ngoài chiên đi. Trời ơi, con nghe thơm ngon gần chết luôn mà con nghe hôi hả? Hôi lắm, với lại con nghĩ là cô đem ra ngoài bắt do đi. Mà không được, cô đem ra ngoài bắt do hả? Neighbor nó nghe cái mùi, nó tưởng mình giấu xác chết trong nhà, nó gọi police nữa đó. Trời, cô cái gì dữ vậy? Thôi cô biết rồi. Lần sau cô không chiên nữa đâu, lỡ lần này thôi nha. Thôi cô biết rồi. Bình mới về hả con? Má mới về. Ủa có khách tới nhà hả má? Có con nhỏ con gái con của chú Bóp về. Ủa mà sao con biết có người ở nhà hay vậy? Con thấy chiếc xe ngoài kia đậu đó, đẹp ơi đẹp luôn má. Vậy hả? Ủa mà má nấu gì nghe nặng mùi quá vậy? Thì có mấy con khô má đem ở Việt Nam qua đó, má chiên ăn chứ có gì đâu ăn. Thôi đi vô ăn. Mà con nói má rồi, má đừng có ăn mấy cái con khô mắm đó nữa. Còn có mua anh bà không cho hai mấy con mình ăn nè. Ở đây cũng có bánh bao nữa hả con? Có chứ má. Ở ngoài mấy khu chợ Việt Nam người ta có bán bánh bao mà. Ủa, tại sao con thấy má buồn buồn vậy? Bộ cô Phượng không lại chở má đi chơi hả? Trời ơi, thôi cô bận lắm. Chừng nào cô tới chứ buồn gì đâu buồn. Vậy thì có chuyện gì? Hay là má có cái gái ông chủ nhà hả? Thì cũng có một chút. Nhưng mà không có gì đâu con. Chuyện gì kể con nghe. Thì má chiên mấy con khô nè. Rồi cô thấy cô nói là hôi quá, má đừng có chiên nữa. Mốt cô không có chiên nữa.
Con thấy con nói cũng đúng á. Nãy con mới vừa cửa mở vô là con nghe mùi rồi. Đúng rồi. Dạ. Cô cái gì mà cô? Con bé đó nó nhỏ xíu à, nó chừng bằng tuổi con à. Dạ. Dạ. Đẹp quá lắm con. Dạ. Con hỏi thờ ơ quá vậy. Chắc không đẹp bằng cái con bé xưng gì của con ở Việt Nam phải không? Xưng nào của con? Ủa? Vậy hai đứa có trục trặc gì hả? Có gì đâu mà trục trặc. Con với Hưng có gì đâu mà trục trặc, không trục trặc. Người ta nói là nhất cự ly, nhì tốc độ. Bây giờ con ở tuốt ở bên này, cổ lại tuốt ở bển. Làm sao mà bằng cái thằng Hải kế bên nhà được. Con đừng có buồn. Má nghĩ là hai người mà có duyên nợ với nhau á, thì cho dù có ngăn sông cách núi á, khó khăn thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có ngày được gặp nhau thôi à con. Má tin như vậy đó. Như má nè, má tin là có ngày á, má sẽ được gặp ba của con thôi. Ừ. Ba ở đâu cho má gặp? Thì tao chết xuống dưới tao gặp ổng chứ đâu. Má không tiểu lầm quá à. Mà con nít ở đây á con, nó đúng là nó khó gần thiệt á. Làm sao? Má có chuyện gì với con gái con bóp mà phải không? Mà con nói má rồi, con nít ở đây á, nó kỳ lạ lắm. 18 tuổi á là nó đi ra khỏi nhà rồi, nó không có muốn ở chung với ba má nó nữa. Ừ. Mà ở đây người ta cũng đề cao cái chủ nghĩa cá nhân lắm. Con dặn má nha, má gặp ai á má đừng có hỏi người ta là ở đâu, làm gì, có gia đình hay chưa, có bạn trai bạn gái hay chưa, hay là làm lương bao nhiêu. Mấy cái đó là má hạn chế hỏi người ta, không có nên hỏi người ta đó. Vậy hả? Thì mà nãy má hỏi nó cái gì? Má đâu có biết đâu. Má hỏi y chang mấy câu con mới vừa nói má vậy đó. Trời trời trời. Rồi nó trả lời má làm sao? Rồi nó nói má, dạ con không trả lời cô được không? Và xong cái đó đi vô phòng với con. Trời ơi phải rồi. Bố má đừng có hỏi người ta mấy chuyện đó nữa nha. Con dặn má bao nhiêu lần rồi. Giờ chắc định dạy khôn má nữa chắc. Con đâu dám dạy khôn má đâu. Tại con đọc trên báo người ta nói vậy, con dặn lại má thôi. Nãy giờ lo nhiều chuyện quên hỏi nữa. Mà từ sáng giờ con đi rồi con biết được gì rồi? Con cũng học hỏi được nhiều chuyện má. Mà mấy người Việt đây cũng tốt lắm á má. Con mới nói với người ta là con từ Việt Nam mới qua, cái người ta bu lại người ta hỏi con quá trời quá đất luôn. Vậy làm muốn quán gà luôn. Mà có cái chú kia tốt lắm á. Con hỏi chú mấy anh chị đó, hỏi chú cái chú nói với con á, mấy cái giấy tờ mà bằng lái của mình á, ở bên kia mà đem qua đây á, mình chỉ cần thi lại bằng viết thôi. Số sổ nó cũng giống y chang thì không có gì thay đổi á. Dạ. Thì nhưng mà học hành á thì chắc một năm nữa con mới đi học được, tại vì phải được một năm mình mới được đi học mà không có cần phải trả tiền học phí đó má. Ừ, vậy hả? Dạ. Vậy năm đó rồi con định đi làm kiếm chút đỉnh rồi đi học ha? Dạ, thì chắc vậy thôi chứ mình đâu có tiền đâu mà đi học liền đâu má. Ừ. Dạ. Mà chú đó cũng nói con á, là cái mùa này nè, là mùa lễ Tết nè, người ta sẽ cần người đi làm nhiều lắm á má. Thì chắc con giúp con lấy báo mỏ con tìm nữa rồi có chuyện gì làm gọi điện cho người ta có gì làm không. Ừ. Chứ nãy con đi ra ngoài kia con không có ai mà không có ai muốn người má ơi. À. Nếu mà con coi á, coi giùm má coi có việc cho má đi làm không nha. Chứ mấy tháng rồi qua Mỹ tới giờ má ở nhà không, má chịu hết nổi rồi. Dạ. Thì thôi, má ăn xong rồi má đi nghỉ đi, giờ có gì chút cô Hượng lại chở má đi chơi. Ừ. Cho khoai khỏa chứ má ở nhà quản tù túng lắm á. Ừ. Dạ.